Trên màn quý vị và các bạn là đội xuất phát của câu lạc bộ Sài Gòn. Chấn giữ trong khung thành là thủ môn áo số 36 Văn Phong. Bộ đôi trung vệ là số 14 Văn Đạt và số 16 Đoàn Đô Sa, số 15 Hữu Tuấn. Bên phía hai cánh là số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 17 Văn Thanh. Bộ đôi tiền vệ trung tâm vẫn là hai cái tên quen thuộc, đó là số 6 Lương Xuân Trường và số 11 đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh. Như vậy hiệp 1 cuối đầu giữa câu lạc bộ Sài Gòn và Hoàng Gia Lai đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận này thì các cầu thủ Sài Gòn trong trang phục truyền thống áo hồng có được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía các cổ động viên. Pha lấy bóng đầu tiên nguy hiểm, không vào. Ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu thì các cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn đã có được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Đó là cơ hội dành cho Gustavo với cú dứt điểm trúng vào cột dọc khung thành của Dương Văn Lợi, lập hẳn một cú đúc vào lưới của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chúng ta cùng xem lại pha đột phá đầy bất ngờ của Gustavo ngay trong khu vực 16-50. Hồng Duy, đó là cú dứt điểm đầu tiên của cao thủ Hoàng Gia Lai về phía khung thành của câu lạc bộ Sài Gòn. Đây là cơ hội dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Andre và người rất hay, không được rồi. Andre là hơi cá nhân, pha tranh chấp rất hay đã giúp cho câu lạc bộ Sài Gòn cướp được bóng. Andre đã không thực hiện một đường chuyền. Dứt điểm từ xa, nguy hiểm, không vào. Lỗi việt vị rồi. Một pha đi bóng và dứt điểm rất nhanh và quyết đoán của Huỳnh Tấn Tài. Andre, Gustavo. Của Dương Văn Lợi. Hoàng Gia Lai đang phải chịu những sức ép không nhỏ từ các cầu thủ Sài Gòn. Thắng lợi đầu tiên ở mùa giải năm nay trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tạo ra sự hưng phấn rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên. Khoảng trống dành cho Washington Wada. Đây mới là cú dứt điểm thứ hai của Washington Wadao kể từ đầu trận, nhưng nó vẫn chưa thể gây ra khó khăn nào dành cho Văn Phòng. Gustavo đang di chuyển. Gustavo! Gustavo! Không vào! Hai lần đối mặt với Dương Văn Lợi. Hồi đầu trận thì bóng đã chạm vào cột dọc, còn trong lần đối đầu trực tiếp này thì anh lại không thể vượt qua được phản xạ tuyệt vời của thủ thành năm nay mới 21 tuổi. Chưa thể có bàn thắng thứ tư dành cho Gustavo ở mùa giải năm nay. Hôm nay thì Dương Văn Lợi đang trở thành điểm sáng nơi hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Nguy hiểm, không vào. Lại là cú dứt điểm của Huỳnh Tấn Tài. Hãy cùng xem lại pha nhả bóng và dứt điểm này, nhưng bóng lại trúng vào vị trí của Gustavo. Thuật của câu lạc bộ Sài Gòn. Nguy hiểm, không vào. Dương Văn Lợi vừa tỏa sáng và bây giờ tới lượt Phạm Văn Phong. Lần này thì cú dứt điểm của Washington Wadao bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành áo số 36. Pha chạm bóng thứ ba của Washington Wadao. Chính xác dành cho Vũ Văn Thanh. Đây đâu? Không vào. Đường chuyền phải nói là rất vừa tầm. Hãy cùng xem lại pha phối hợp này của cao thủ Hoàng Gia Lai.
khoảng trống là rất lớn dành cho Hữu Tuấn. Hồng Duy quá đáng tiếc khi mà Bruno Henrique và Washington Brandao đã không hiểu ý nhau. Hai cầu thủ này đã dẫm chân nhau ở cơ hội vừa rồi. Tần Công Phượng, Henrique, Nguyễn. Công Phượng trở lại và đã lợi hại hơn xưa. Một bàn thắng có phần may mắn của Công Phượng nhưng đã mang về niềm vui cho các cổ động viên của Hoàng Gia Lai. Và phối hợp giữa Công Phượng và tân binh Luis Henrique, hai cầu thủ được huấn luyện viên Kieti Sắc tung vào sân trong hiệp 2 đã phát huy tác dụng. Vẻ mặt trầm tư của giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức và niềm vui của các cổ động viên câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Những tâm trạng trái chiều trên sân vận động Thống Nhất. Bóng đã chạm vào một cầu thủ ở hàng phòng ngự bên phía câu lạc bộ Sài Gòn, đổi hướng và làm bó tay thủ thành Văn Phong, mang về bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu ngày hôm nay. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai hồi sinh. Nguy hiểm. Rất đáng tiếc. Đó lại là một pha phối hợp giữa Công Phượng và Bruno Henrique. Chỉ cần chạm vào bóng thôi, Bruno Henrique đã có thể mang về bàn thắng thứ hai cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Chúng ta cùng sẽ làm lần nữa tình huống này. Tuy nhiên đây sẽ là kịch bản mà các cổ động viên của đội chủ sân Thống Nhất không hề mong muốn. Vẫn còn khoảng hơn 10 phút nữa cho những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Và bây giờ thì đội chủ sân Thống Nhất sẽ thay liền hai cầu thủ. Cơ hội dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Dứt điểm. Không vào. Một pha bỏ lỡ có thể là cực kỳ đáng tiếc của đội chủ sân Thống Nhất. Một sự bất cẩn nơi hàng phòng ngự với đường truyền về của Tuấn Anh.